Lòng tin vững mạnh trước khó khăn thử thách cuộc đời của các thánh không chỉ là những câu chuyện đẹp về đức tin mà còn là những bài học sống động về sự kiên trì. Các thánh đã trải qua biết bao thử thách và đau khổ, nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là cách họ đã đối diện với những khó khăn đó bằng niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Chúng ta cần nhận thức rằng niềm tin không phải là con đường bằng phẳng. Nó thường là một hành trình đầy gian truân, nơi mà chúng ta phải đối mặt với những thử thách không lường trước. Các thánh như Thánh Phaolô và Thánh Teresa hài đồng Dêu đã cho chúng ta thấy rằng niềm tin được xây dựng qua những trải nghiệm, không chỉ trong những lúc thuận lợi mà còn trong cả những lúc khó khăn. Khi nhìn vào cuộc đời Thánh Phaolô, chúng ta thấy Ngài không ngại ngần chấp nhận đau đớn, tù tội và cả sự khinh miệt. Ngài đã từng viết, chúng ta phải chịu nhiều khổ đau để vào nước Thiên Chúa, CV 14:22. Qua những gian truân đó, đức tin của Ngài càng trở nên mạnh mẽ hơn, và Ngài đã chứng minh rằng chỉ có tình yêu và lòng tin vào Thiên Chúa mới có thể giúp ta vượt qua mọi thử thách. Sự kiên trì không chỉ đơn thuần là khả năng chịu đựng khó khăn mà còn là sức mạnh để vượt qua mọi thử thách bằng niềm tin và tình yêu đối với Chúa. Thánh Teresa hài đồng Dêu, với những đau khổ về thể xác và tinh thần, đã không để cho nỗi đau làm cho Ngài nản lòng. Ngài dâng mọi đau khổ lên Chúa và tìm thấy trong đó một cơ hội để đến gần hơn với Ngài. Khi chúng ta gặp khó khăn trong cuộc sống, có thể chúng ta sẽ cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Nhưng hãy nhớ rằng, giống như các thánh, chúng ta cũng có thể tìm thấy sức mạnh trong những thử thách đó. Sự kiên trì sẽ giúp chúng ta không chỉ vượt qua được những trở ngại mà còn làm cho đức tin của chúng ta trở nên sâu sắc hơn. Các thánh đã sống và trải nghiệm những thử thách không hề dễ dàng, nhưng họ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình. Họ hiểu rằng sự kiên trì là một hành trình dài hạn, chứ không phải là một cuộc đua nước rút. Thánh Phaolô, với tất cả những đau đớn và gian truân mà Ngài đã chịu đựng, vẫn luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không thể mệt mỏi làm việc tốt, vì nếu chúng ta không từ bỏ, chúng ta sẽ gặt hái được hoa trái vào đúng thời điểm, Ga 6:9. Sự kiên trì không chỉ là sự chờ đợi, mà là một quá trình trưởng thành trong đức tin. Nó giúp chúng ta nhận ra rằng không phải mọi điều tốt đẹp đều đến ngay lập tức, và không phải mọi nỗ lực đều được đền đáp ngay lập tức. Nhưng khi chúng ta kiên trì, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho cuộc sống tâm linh của mình. Các thánh đã trải qua nhiều thử thách, gian truân trong cuộc đời, nhưng họ vẫn giữ lòng tin vững mạnh vào Chúa. Điều này là một bài học cho chúng ta về sự kiên trì trong đức tin. Chúng ta cùng nhau suy ngẫm về gương sống của các thánh, những con người đã trải qua biết bao thử thách, gian truân trong cuộc đời, nhưng vẫn kiên trì giữ vững niềm tin vào Thiên Chúa. Cuộc sống của các ngài là những minh chứng hùng hồn cho sự kiên nhẫn và lòng trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhìn lại cuộc đời của các thánh, chúng ta thấy họ không tránh khỏi những khó khăn, đau khổ, và thậm chí là bách hại. Thánh Phaolô là một ví dụ tiêu biểu. Ngài đã chịu nhiều đau đớn về thể xác, từ bị đánh đập, bỏ tù, cho đến việc đối diện với sự khinh miệt và bách hại vì đức tin. Tuy nhiên, Phaolô không bao giờ từ bỏ sứ mạng của mình. Ngài luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, nhận biết rằng chính trong những thử thách đó, Chúa vẫn hiện diện để nâng đỡ và ban ơn. Chúng ta không thể không nhắc đến Thánh Phaolô, một trong những tông đồ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu. Cuộc đời của Ngài không hề dễ dàng. Phaolô đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn về thể xác, từ bị đánh đập, bỏ tù cho đến những sự khinh miệt và bách hại vì niềm tin của mình. Tuy nhiên, điều đáng ngưỡng mộ ở Phaolô chính là lòng kiên định và sự kiên trì của Ngài. Ngài không bao giờ từ bỏ sứ mạng rao giảng tin mừng của Chúa. Ngài viết trong thư gửi tín hữu Roma, tôi không hề xấu hổ về tin mừng, vì tin mừng là sức mạnh của Thiên Chúa mang ơn cứu độ cho mọi người, Rm 1:16. Qua những khó khăn, Phaolô luôn cảm nhận được sự hiện diện và ân sủng của Thiên Chúa nâng đỡ. Ngài biết rằng, chính trong những thử thách đó, niềm tin của Ngài được thử thách và củng cố, và tình yêu của Chúa càng trở nên rõ ràng hơn. Bên cạnh Thánh Phaolô, chúng ta cũng không thể quên Thánh Teresa hài đồng Dêu. Dù sống trong sự ẩn dật của tu viện, Teresa cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn về cả thể xác lẫn tinh thần. Ngài chịu đựng những cơn bệnh tật, nỗi cô đơn và cả những nghi ngờ về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, thay vì để những thử thách này làm cho Ngài nản lòng, Teresa đã biến đau khổ thành cơ hội để đến gần Chúa hơn. Teresa đã dâng mọi đau khổ của mình lên Chúa, coi đó như là một lời cầu nguyện. Ngài từng nói,
Ê, mọi việc nhỏ bé mà chúng ta làm với tình yêu đều trở thành một món quà cho Chúa. Qua sự kiên trì và niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa, Teresa đã trở thành một tấm gương cho tất cả chúng ta về cách sống đức tin trong những hoàn cảnh khó khăn. Thánh Teresa hài đồng gieo cũng là một tấm gương về lòng kiên trì trong đức tin. Dù sống đời ẩn dật trong tu viện, Teresa đã chịu đựng nhiều đau khổ về thể xác và tinh thần. Tuy nhiên, thay vì than thở, cô gái trẻ này đã dâng mọi đau khổ lên Chúa, chấp nhận những thử thách như cơ hội để đến gần Chúa hơn. Teresa đã tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và biến những đau khổ thành lời cầu nguyện và sự dâng hiến. Cuộc đời của các thánh nhắc nhở chúng ta rằng, niềm tin không phải là con đường bằng phẳng, mà đôi khi là một hành trình đầy gian truân. Sự kiên trì không phải là khả năng tránh khỏi khó khăn, mà là sức mạnh để vượt qua mọi thử thách bằng niềm tin và tình yêu đối với Chúa. Điều này là một bài học quý giá cho chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Mỗi khi chúng ta đối diện với thử thách, thay vì nản lòng hay đánh mất niềm tin, chúng ta hãy nhìn vào gương sáng của các thánh. Các ngài không chỉ đối mặt với những gian truân, mà còn biết tận dụng những khó khăn đó như cơ hội để hoàn thiện đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa. Sự kiên trì trong đức tin chính là chìa khóa giúp chúng ta không chỉ tồn tại, mà còn phát triển, vươn lên trong cuộc sống. Các thánh đã sống giữa thế gian, trải qua những đau khổ, cô đơn, bệnh tật và cả sự hiểu lầm. Nhưng họ không hề chối bỏ Thiên Chúa. Chính nhờ sự kiên trì này mà các ngài đã đạt đến sự thánh thiện và được tôn vinh nơi thiên quốc. Chúng ta cũng được mời gọi để kiên trì trong đức tin. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chúng ta đừng bao giờ để những thử thách khiến lòng tin của chúng ta lung lay. Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta, Ngài không bỏ rơi chúng ta, mà luôn ban ơn và sức mạnh để chúng ta vượt qua mọi gian nan. Các thánh đã để lại cho chúng ta một bài học quý báu rằng, kiên trì trong đức tin sẽ mang lại hoa trái. Đó không phải là những phần thưởng ngay tức khắc, mà là sự bình an trong tâm hồn, niềm vui trong sự phục vụ và tình yêu lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Những thử thách mà chúng ta đối diện không phải là dấu hiệu cho thấy Chúa rời bỏ chúng ta, mà là cách Ngài dạy chúng ta biết kiên nhẫn và tin tưởng hơn vào tình yêu của Ngài. Thánh Phaolô đã nói trong thư gửi cho tín hữu Roma, gian truân sinh ra lòng kiên nhẫn sinh ra đức hạnh, Rm 5:3-4. Đây chính là lý do tại sao, khi chúng ta trải qua khó khăn, chúng ta có cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn, đức hạnh hơn và gần gũi với Thiên Chúa hơn. Khi nhìn vào gương các thánh, chúng ta nhận ra rằng sự thánh thiện không phải là điều xa vời, mà là kết quả của sự kiên trì trong đức tin. Cuộc đời các thánh là lời mời gọi chúng ta không ngừng tin tưởng vào Chúa, dù cho cuộc sống có bao nhiêu thử thách. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh và lòng kiên nhẫn để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, như các thánh đã làm. Hãy để các ngài trở thành những tấm gương sống động cho chúng ta, nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống, và mọi khó khăn đều có thể trở thành cơ hội để chúng ta nên thánh. Chúng ta hãy kiên trì trong đức tin, vì Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúng ta được mời gọi để sống như các thánh, với một đức tin mạnh mẽ và một lòng kiên trì không biết mệt mỏi. Hãy dám tin tưởng vào tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa, ngay cả khi cuộc sống không theo ý chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh để kiên trì trong đức tin, và để mỗi thử thách mà chúng ta gặp phải trở thành một cơ hội để lớn lên trong tình yêu của Ngài. Giống như các thánh, hãy để niềm tin dẫn dắt chúng ta trong những lúc khó khăn và hãy dám sống hết mình cho Chúa, vì Ngài luôn ở bên chúng ta.